Trận chung kết đơn nam giữa Vũ Mạnh Duy và Thiều Công. Hôm qua thì thua, hôm nay không này. Vâng, thôi sức khỏe hôm qua thôi. Hôm nay lại là đánh nhiều lại. Ôi trời, chơi. Máy đang quay. Trận gặp này là phục thù, quyết đánh qua thua rồi. Thank you.
Thank you.
Stand up, yeah. Phát thứ hai Duy thắng công. À vâng ạ. Đây là xem tặng đơn đây. Mày đi đây ai? Đi vào thứ ba con đi trên đường đi. Nhá. Mặt ông tao là hai là mặt mà thích được kéo. Hai. Xem tặng đơn đây ạ. À đây ạ. Đâu chung kết mày đâu? Đây là các một cái một lắm. What?
tí vào. Phản hết. Cắt bóng lên, kéo vào thời gian. Mẹ thua về nội chấp 4-5, thua 3-0 nhưng mà đánh. Dạ. Anh ạ, bóng lên. Rồi thăm đều rồi. Cố lên, hết sức rồi. Cố lên. Một hết sức cả. Ghi gần 2-1 rồi, ghi 3-1 được đồng. Ngon, thắt đèn phạt ngay. Giao bóng biến hóa. Hey! Bắt để bắt thế nào không đánh nguy hiểm. Bóng rồi nói điều kiện hơi hơi lượng, bóng nó bị bật đấy. Mình thì là không hơi hơi lượng này, bóng bảy bóng nó bị lượng.
rồi là hai đều. Anh nhỏ hay thật. Xe thứ năm.
tôi lên.